Các bạn ơi, bây giờ cứ nghỉ ngơi, để vô cái phần thi bơi xa nín thở lâu hoàn tất xong rồi chúng ta sẽ vô phần thi, phần thi tranh quả cầu đại dương. Nó giống như là môn water polo. Đúng, đúng rồi. Chúng ta sẽ có thủ môn để chơi trò này. Lẹ đi thi. Tường thông báo nha mấy em, lo chấm điểm cho hai cái bạn này sớm để mình kết thúc bài thi phần thi số 3, mình chơi vô qua phần thi số 4 nha. Hả? Chấm điểm cho Elite và Minh Anh. Quà nè, hàng nóng nè. Không được làm ướt quà. Ơi, ơi. Ơi, được ướt, tay ướt không đụng vô quà này được. Quà nó có điện. Đi ra hết đi. Em sẽ lấy con này. Con này nó rất dễ thương. Em sẽ lấy con này. Đi ra, đi ra. Tiêu tối đang nói chuyện nha, Tiêu. Ngồi trên đây nói chuyện nha, Tiêu. Tiêu được không, Tiêu? Nói chuyện gì vậy? Nhiều chuyện lắm, Tiêu. Mấy bữa em đâu có rảnh gọi Tiêu đâu. Em không rảnh, Tiêu cũng không rảnh. Bây giờ hôm nay rảnh. Ok. Đợi mấy bạn ra rồi thi. Thôi mấy em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Em ra đó, hồi gì em lên ngồi chỗ đó cho nên ngồi xa xa nha. Sao phải ngồi xa gì em ra vậy? Hôm bữa em nói anh xem mà Tiêu. Nói gì? Tiêu quên hết rồi. Tiêu đâu có trí nhớ dài đâu. Tiêu quên. Tiêu mau quên lắm. Hả? Mấy em ai cho lựa quà vậy? Em coi mà chứ bộ đâu. Em nãy có thắng giải gì không? Em có. Giải Nobel. Có cái bơi hay. Ủa Tiêu. Tiêu tặng luôn quà. Review Tiêu nó ghét không? Mấy em đừng có làm hư quà hết, ướt quà hết rồi. Nó hư quà có điện đây. Em bơi nhanh được 2 giờ. Ủa Tiêu ơi, review Tiêu nó ghét không? Quỷ review quá Tiêu. Review gì? À, cái anh mà hay lên mạng làm clip xàm cái hiện lên trên tường Tiêu anh hoài. Không, tại bởi vì Tiêu phải nhìn lại Tiêu mới nhớ. Ám ảnh quá em ơi.